Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái lưu ý khi ăn sắn nhé, để tránh gây tử vong, gây độc hại cho cơ thể của chúng ta. Sắn thì chứa rất nhiều nhiều giá trị dinh dưỡng, đặc biệt là tinh bột và các chất dinh dưỡng như protein, chất béo và chất xơ. Nhưng mà trong sắn có chứa độc tố trong sắn có thể gây chết người nếu mà chúng ta ăn không đúng cách và ăn quá nhiều. Ví dụ như ở mức độ nhẹ, người bị ngộ độc thấy váng đầu, nóng bừng mặt, ù tai, chóng mặt, ngứa ngáy, tê chân tay, buồn nôn, đau bụng. Ở mức độ nặng thì có thể vật vã, khó thở, run và co giật, hôn mê và có thể gây đến tử vong. Và cách xử lý khi bị ngộ độc sắn. Khi bị ngộ độc sắn, việc đầu tiên là làm cho nạn nhân là nôn ra bằng cách là chúng ta uống thật nhiều nước, lấy tay sạch chạm nhẹ vào họng để nôn hết những cái phần sắn mình đã ăn vào đi, và đưa ngay đến cơ sở y tế để được sơ cứu kịp thời nhé, để được cấp cứu kịp thời. Ăn sắn đúng cách là như mình sẽ chia sẻ ở đây. Là sắn thì độc tố nằm chủ yếu ở hai đầu củ sắn và sơ sắn, và nhiều nhất là ở trong vỏ sắn. Thế nên để loại bỏ thì chúng ta sẽ phải gọt sắn, bỏ hết vỏ đi và ngâm sắn với nước, có thể ngâm qua đêm với nước sạch để đảm bảo là những độc tố nó đi hết. Và khi luộc sắn, chúng ta phải luộc với nhiều nước để cái độc tố nó hòa tan vào nước, và mở vung khi luộc để nước nó bay hơi lên thì cái độc tố nó cũng đi mất hết. Và khi mà chúng ta ăn sắn ấy thì chúng ta nên chấm với đường hoặc mật để trung hòa chất độc. Nếu thấy sắn có vị đắng thì nên bỏ đi, và sắn càng đắng thì càng nhiều axit hydric, cái này nó đều không tốt nhé. Không nên ăn quá nhiều sắn lúc đói thì nó sẽ gây chúng ta say sắn. Không nên ăn nhiều sắn vào buổi tối vì nếu bị ngộ độc thì sẽ khó ngủ, và khi đang ngủ thì khó bị phát hiện đấy. Và đặc biệt là trẻ em không nên ăn sắn vì sẽ dễ bị ngộ độc, và khi bị ngộ độc thường rất là nặng. Mình cũng có một cái ví dụ, khi mình còn bé thì mình ăn sắn khi mà còn đói ấy. Thế nên khi mà ăn ấy thì bị say sắn ấy, thế là rất là khó chữa, và bố mình đã phải dùng nước đường và nước cho mình uống thật nhiều để cho nó loãng ra, và cũng cho tay vào họng để lôn ra cái phần sắn đấy. Còn để khi mà sắn mua về ấy, thì chúng ta lên ngâm sắn, gọt vỏ ngâm sắn ngay với nước, và những cái củ sắn ấy nó có màu trắng ở bên trong ấy, chứ không có vân đen ấy, có sọc đen cái thứ ấy, thì nó sẽ là sắn ít độc tố nhá. Và còn những cái sắn có cái sọc đen ăn nó sẽ đắng và độc tố rất là nhiều, thì chúng ta nên bỏ đi nhé. Đấy là lưu ý khi mà ăn sắn, và giờ mình sẽ dừng cái clip này đây ạ.